Đấy, DB nhá, hiện tại thì ở đây em sẽ có một cái bảng bảng admin này này. Bảng admin này là để nó login vào cho trang admin nhá. Em phải phân biệt được admin và user khác nhau. Đây, nếu mà để login vào admin thì em sẽ vào trong này. Đây. Đấy. Ở đây admin thì tài khoản của anh luôn luôn để mật khẩu là 123456789, còn em muốn đổi một cái tài khoản khác thì muốn đổi mật khẩu thì em click vào cái bảng admin nhá, xong em chọn là edit này. Em đổi ở đây thành một cái mật khẩu mà bất kỳ em mong muốn, xong ở đây mình chọn là MD5 nhé. Đấy, bởi vì mật khẩu nó đã mã hóa theo MD5. Đấy, đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là bảng author này thì ở đây nó là gì, nó là thằng user. Đây anh ví dụ này, anh đăng ký một cái tài khoản này thành viên tốt nghiệp 11. Đấy, đấy, password phải 8 ký tự à, 9. Đấy, em nhìn này, khi mà em đã đăng ở đây nó sẽ login được bọn này. Khi mà nó đăng ký thành công thì ở cái bảng, em nhìn thấy cái bảng user này này. Đấy, nó sẽ có bảng bảng author này này. Nó sẽ có thêm một cái bảng ghi là đấy, đó tất nhiên là một. Em phân biệt được, em sẽ phân biệt được là gì? Đâu nhỉ? Đây. Admin là dành cho admin, author là user nhá. Tiếp tục nó sẽ có một bảng là bảng sản phẩm này. Sản phẩm này là gì? Sản phẩm này là danh sách các sản phẩm. Đây. Đây là sản phẩm này thì danh sách các sản phẩm bao gồm có thông tin là tên này, select là cái URL này, sản phẩm thì nó sẽ có danh mục ID này, sản phẩm nó thuộc danh mục nào, giá, số lượng, giảm giá, hình ảnh, mô tả, trạng thái là hiển thị hay không hiển thị, hot là sản phẩm có hot hay không. Đấy, chỗ yêu thích này thì cũng bỏ qua. Cái nhà cung cấp này thì ví dụ như là sản phẩm này nó thuộc về nhà cung cấp này. Sản phẩm nó thuộc về nhà cung cấp nào. Rồi pay này có nghĩa là sản phẩm này được bán bao nhiêu lần. Đấy, đại khái là như vậy. Tiếp tục là gì? Mẹ mẹ mà nhỏ mẹ. Tiếp tục là gì? Danh mục. Đây thì sản phẩm thì danh mục là những cái này này. Đây. Danh mục sản phẩm đấy là nó là những cái này. Nó sẽ bao gồm gì? Tên danh mục, hình ảnh. Tức là danh mục ở đây có thể là phân nhiều cấp, nhưng mà hiện tại bây giờ thì anh chỉ làm ở một cấp thôi. Đấy, cái này là thời gian tạo và thời gian cập nhật, ID là khóa chính. Đấy. Đơn hàng này thì có nghĩa là nó sẽ lưu thông tin các đơn hàng bao gồm tên người mua, số điện thoại, tổng tiền và trạng thái. Cái chi tiết đơn hàng là ví dụ như một đơn hàng nó sẽ có nhiều chi tiết đơn hàng, thì chi tiết đơn hàng nó sẽ bao gồm ID của đơn hàng, số lượng, giá, hình ảnh và cái ID sản phẩm, ta mua sản phẩm nào. Mẹ mẹ mới nhỏ con gây. Tiếp tục nữa là nhà cung cấp, thì ví dụ như sản phẩm nó sẽ có thuộc về nhà cung cấp nào. Đây ví dụ như ở đây sản phẩm, đây đây sản phẩm nó thuộc về nhà cung cấp nào thì có thể chọn. Đấy, đại khái là những cái đấy là những cái cơ bản thôi. Menu ở đây là kiểu như tin tức ấy, bài viết thuộc menu nào. Tin tức thì đây là nội dung của những cái bài viết đấy.